Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, hôm qua ngày 23 tháng 3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức khai mạc kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 3 năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề quốc gia. Kỳ thi có 35 thí sinh bậc 3 đến từ 8 trường thuộc 8 tỉnh thành toàn quốc tham dự, gồm Huế, Lâm Đồng, Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Trong một ngày, các thí sinh sẽ thi hai phần, kiến thức và kỹ năng thực hành nghề của nghề công nghệ thông tin. Kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng tay nghề, đào tạo, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên, đồng thời khuyến khích cán bộ giảng viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ, từng bước hiện đại hóa nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Chuyển sang các tin tức thời sự quan trọng khác, thưa quý vị, chợ trái đất năm 2024 có chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero. Vào tối qua thứ Bảy ngày 23 tháng 3, các gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong một giờ, từ 20:30 đến 21:30. Sử dụng điện đã được người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh hưởng ứng rộng rãi. Sau một giờ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024, toàn tỉnh Quảng Nam đã tiết kiệm được 3.410 kWh điện, cao hơn số sản lượng điện tiết kiệm trong giờ trái đất năm 2023. Sự kiện giờ trái đất năm 2024 tại Việt Nam diễn ra với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Tại Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, ngành công thương đã chú trọng công tác chỉ đạo tuyên truyền, kêu gọi mọi người hưởng ứng giờ trái đất bằng những hành động nhỏ, thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Đối với công ty điện lực Quảng Nam, đã có nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng xã hội trong thời gian dài trước chiến dịch giờ trái đất, nhất là trong ngày thứ Bảy 23 tháng 3 2024. Công ty đã phối hợp với các địa phương treo băng rôn và tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức xe loa cổ động và phát tờ rơi tuyên truyền chiến dịch giờ trái đất kết hợp với tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các tuyến đường chính, khu vực tập trung đông dân cư. Công ty vận động toàn thể cán bộ công nhân viên tích cực tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất, tiết kiệm điện. Mỗi cán bộ công nhân viên tự nguyện thực hiện và vận động gia đình, người thân, bạn bè hưởng ứng tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Chiến dịch giờ trái đất năm 2024 sẽ tiếp tục lan tỏa đến đông đảo người dân và doanh nghiệp, hưởng ứng chủ trương thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong năm 2024, nhất là trong mùa nắng nóng cao điểm từ tháng 4 cho đến tháng 8. Cũng thông tin từ Nha Trang liên quan ca nhiễm cúm AH5N1 chưa rõ nguồn lây, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong vào sáng nay. Bệnh nhân nam 21 tuổi trú xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa là sinh viên Đại học Nha Trang và tạm trú ở ký túc xá của trường. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 11 tháng 3 với triệu chứng sốt, ho nhẹ, sau đó tự mua thuốc uống và điều trị ở các cơ sở y tế tại Ninh Hòa, nhưng bệnh không giảm. Ngày 17 tháng 3, bệnh diễn tiến nặng nên gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, được điều trị tại khoa nội tổng hợp thần kinh, sau đó chuyển sang khoa hồi sức tích cực chống độc. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do cúm AH5. Trước khi chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh, bệnh nhân đã hôn mê, không tiếp xúc được, phải duy trì việc thở máy. Sau khi tử vong, bệnh nhân được xử lý theo đúng quy trình y tế và làm các thủ tục cần thiết. Liên quan ca nhiễm cúm AH5 chưa rõ nguồn lây nói trên, ngành y tế đã xác định loại kháng nguyên trong ca bệnh này là N1, virus cúm AH5N1. Hiện 5 mẫu bệnh phẩm lấy từ gà Việt nuôi trong nhà bệnh nhân và các mẫu bệnh phẩm từ người liên quan đều cho kết quả âm tính. Các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh vẫn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống cúm AH5 và truy tìm nguyên nhân. Liên tục những ngày qua, từ khi phát hiện bệnh nhân dương tính với cúm AH5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng với Chi cục Thú y vùng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị liên quan đã tới nhà bệnh nhân tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và lấy mẫu bệnh. Cơ quan chức năng đã lấy 15 mẫu bệnh phẩm trên đàn gia cầm, chia thành 3 mẫu gộp, trong đó có một mẫu trên đàn gia cầm cách vị trí nhà bệnh nhân là 50m. Hai mẫu còn lại trên đàn gia cầm tại nhà của bệnh nhân gửi đi xét nghiệm để tìm ra chính xác nguồn lây bệnh. Ngoài ra còn có hai mẫu chim ở nơi bệnh nhân thường trú, tất cả đều âm tính với cúm AH5. Kết quả theo dõi sức khỏe hàng ngày, những người có tiếp xúc với bệnh nhân đều ổn định, chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh.
Theo quy định thì chúng tôi đã phối hợp với cơ quan y tế giám sát các cái đàn gia cầm ở các cái khu vực có nguy cơ người tiếp xúc. Tuy kết quả là đã âm tính nhưng điều đó khẳng định rằng chưa thể khẳng định hết được rằng là cái đàn gia cầm và không có dịch bệnh. Chúng tôi đang tiếp tục giám sát những cái trường hợp những gia cầm chết cần phải tăng cường giám sát. Ngành y tế vẫn đang giám sát theo dõi các trường hợp tiếp xúc có liên quan với bệnh nhân, tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế Ninh Hòa, Trung tâm Y tế Nha Trang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tiến hành điều tra tìm nguồn lây. Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện, bệnh nhiệt đới sẵn sàng đảm bảo nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc để tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định cúm AH5 theo đúng quy định. Bệnh cúm gia cầm AH5 thường lây ở động vật nhưng không dễ dàng lây từ người sang người. Tuy nhiên, đây là loại virus AH5 có độc lực mạnh nên rất nguy hiểm, do đó người dân cần thực hiện tốt theo khuyến cáo của ngành y tế. Những bệnh nhân nhiễm thì thường thường sẽ rất là nặng, triệu chứng sẽ rất là nặng, nguy cơ tử vong cao, trên 50%. Do đó thì phải vệ sinh, khử khuẩn tốt, không có tiếp xúc với gia cầm bệnh. Thị xã Ninh Hòa có khoảng 6.000 hộ chăn nuôi gia cầm với trên 224.000 con. Trong thời gian này, nếu xảy ra trường hợp gia cầm chết với số lượng lớn thì người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng lấy mẫu để tiếp tục tìm ra nguồn lây bệnh. Tính từ năm 2014 đến nay, tỉnh Khánh Hòa mới ghi nhận ca nhiễm cúm AH5 trở lại đầu tiên. Những dấu hiệu của bệnh như là sốt, ho, đau họng, tiêu chảy khiến nhiều người dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác. Do đó, khi xuất hiện những dấu hiệu này, người dân cần đến cơ sở y tế khám và xét nghiệm để kịp thời được phát hiện, điều trị đúng phác đồ, tăng cơ hội phục hồi sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay diện tích nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp ở Đà Lạt là trên 2.500 hectare. Do diện tích nhà kính phát triển ồ ạt, thiếu tính toán và thiếu kiểm soát đã dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường. Trước thực trạng này, Lâm Đồng đã đề ra kế hoạch đến năm 2025 giảm 20% diện tích nhà kính ở nội ô Đà Lạt so với hiện trạng năm 2022. Tiến tới đến năm 2030, không còn diện tích nhà kính ở nội ô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Đây là một bài toán khá nan giải khi phải giảm thiểu nhà kính theo lộ trình, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của nông dân Đà Lạt. Đà Lạt dẫn đầu cả tỉnh Lâm Đồng về diện tích nhà kính với 2.500 hectare, trong đó có 1.700 hectare trồng hoa, sản lượng đạt khoảng 1,5 tỷ cành hoa mỗi năm, còn lại trồng các loại rau màu khác, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, việc phát triển rộng diện tích nhà kính đã ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị Đà Lạt, ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu và vùng sinh thái trên địa bàn. Đây là nguyên nhân địa phương cần có các giải pháp giảm thiểu diện tích nhà kính vùng nội ô. Với tình hình thực tế nêu trên, thì việc hoàn thiện và đưa đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh là điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra đó là sau khi gỡ bỏ nhà kính, người sản xuất phải chuyển đổi giống cây trồng, quy trình, tăng quy mô sản xuất ngoài trời để đảm bảo sinh kế, xây dựng lại thị trường tiêu thụ. Mặt khác, không có nhà kính, rất khó để rau, hoa đạt tiêu chuẩn về chất lượng, sản lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Khó khăn trong chuyển dịch vùng sản xuất hoa, chính quyền cần phải khảo sát kỹ nguyện vọng của bà con trong quá trình triển khai quyết định quan trọng này. Muốn mà để cho người dân mà để tháo dỡ nhà kính, thì cái thứ nhất là coi như là chắc giảm từ từ. Giảm từ từ rồi để làm những cái mô hình nào đó để cho nó ổn định cho người dân. Rồi bắt đầu cái người dân có được những cái mô hình đó thì coi như là họ bắt đầu họ mới theo, họ giảm họ để họ làm những cái mô hình khác. Thì từ cái chỗ đó là chứ còn đột ngột mà đưa cái ào từ năm 2023 mà đến 2025 là coi như là giảm khoảng 70% thì coi như là tôi thấy là coi như là cũng hơi khó cho người dân. Theo quyết định 178 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến năm 2025, vùng nội ô thành phố Đà Lạt gồm 10 phường, từ phường 3 đến phường 12, phải giảm tỷ lệ diện tích nhà kính từ 5 đến 20%. Và đến năm 2030, cơ bản Đà Lạt không còn nhà kính. Mục tiêu chung của thành phố Đà Lạt là chuyển dần sang phát triển các vùng nông nghiệp đô thị, cảnh quan, sinh thái, tuần hoàn hữu cơ, công nghệ cao, gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo lợi ích kinh tế cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, để thực hiện mục tiêu này, cần phải có quy hoạch mở rộng ra khu vực lân cận để giữ vững thị trường, đầu tư các nhà kính đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất hoa chất lượng,
đặc biệt là các loại hoa phải đa dạng. Cái khó khăn nữa là chúng ta thấy là cái chủng loại hoa mà trồng được ngoài trời nó rất là ít, nên điều này có thể là sẽ rất là khó để mà những người trồng hoa sẽ chuyển đổi ra ngoài trời. Nên là đối với cái vấn đề này, Hiệp hội cũng sẽ đề xuất sẽ tiếp tục nghiên cứu và một số nơi cũng sẽ quy hoạch là cái mật độ xây dựng nhà kính. Nên là các cơ quan chức năng cũng như là lãnh đạo tỉnh cũng như là các tổ chức xã hội nghề nghiệp thì tiếp tục nghiên cứu những cái mô hình nó hiệu quả và làm sao nó phải giải quyết được cái hài hòa lợi ích của nhà nước rồi của doanh nghiệp cũng như bà con nông dân để chúng ta đảm bảo đời sống cũng như là cái nguồn thu ngân sách cũng như là cái giá trị phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình triển khai cái đề án này, cái công tác vận động tuyên truyền là một trong những cái vấn đề hết sức quan trọng, cho nên là các địa phương, các cấp các ngành sẽ thực hiện các cái công tác tuyên truyền để đảm bảo hiệu quả. Thứ hai nữa là chúng ta có cái lộ trình, có cái cơ chế chính sách để làm sao mà giúp cho người dân chuyển đổi cái phương thức canh tác sử dụng nhà kính sang không sử dụng nhà kính đối với các loại cây trồng nó có phù hợp, nó đảm bảo cái thu nhập cho người dân. Thì với mục tiêu như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là sau khi triển khai khoảng 2025 thì chúng ta sẽ có những cái sơ kết đánh giá, nhìn nhận lại và có những vấn đề gì khó khăn, vấn đề vướng mắc thì tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Để giải quyết bài toán dỡ bỏ di dời nhà kính trong vùng nội ô và các vùng lân cận theo quyết định 178, thì Lâm Đồng cần đẩy mạnh công tác lai tạo, nhập nội, khảo nghiệm giống mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có khả năng thích ứng cao trong điều kiện canh tác ngoài trời, đạt hiệu quả kinh tế cao để chuyển giao cho người dân. Đẩy mạnh và có chính sách hỗ trợ nông dân hoặc liên hộ nông dân thực hiện các mô hình farmstay, du lịch canh nông, du lịch sinh thái, đồng thời đề xuất phải có thêm chính sách hỗ trợ di dời, tháo gỡ nhà kính, hỗ trợ thiệt hại nhà kính trở thành phế liệu khoảng 40 triệu đồng một sào. Việc đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần lãi suất vay từ ngân sách nhà nước cho các cá nhân, tổ chức khi vay vốn từ các ngân hàng thương mại để thực hiện đề án bằng phương pháp hỗ trợ lãi suất là chi trả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức phần chênh lệch lãi suất vay. Các ngân hàng cũng tạo chính sách thông thoáng để người dân có thể vay vốn phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Luôn là cho có cái chương trình gọi là cái sản phẩm riêng luôn là cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Thì khi các hộ nông dân mà họ phá những nhà kính nhà lưới đi thì họ vẫn sẽ tái đầu tư lại, thay vì họ phá đi thì họ sẽ trồng trọt những cái cây một lần ngắn ngày, là những cái cây về như rau, hoa, quả. Còn nếu mà dài ngày về trồng cây cà phê thì Nam Á Banh luôn luôn tài trợ và ủng hộ cho các cái hộ nông dân với cái lãi suất ưu đãi. Theo lộ trình cắt giảm diện tích nhà kính, nội ô thành phố Đà Lạt sẽ được triển khai trước. Nhiệm vụ là rất khó khăn, nhưng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chủ trương này phù hợp với tầm nhìn dài hạn. Tiến đến một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thông qua cải tạo giống mới, thực hiện về nông nghiệp tuần hoàn và cái canh tác bền vững, tạo cảnh quan môi trường, phát triển về cái nông nghiệp hữu cơ, những cây trồng không nhà kính nhưng vẫn tạo giá trị thu nhập cao, và đồng thời chuyển dịch chính trang đô thị để tạo một cái không gian canh tác nông nghiệp vững. Như vậy, để quyết định số 178 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu nhà kính trồng hoa tại Đà Lạt đến năm 2030 vào thực tế có hiệu quả, thì ngành chức năng, chính quyền địa phương và nông dân cùng đồng lòng và tìm hướng đi phù hợp để điểm đến cuối cùng đó là phát triển một nền nông nghiệp xanh, bền vững, đảm bảo môi trường thân thiện và tăng thu nhập cho hộ nông dân. Có như vậy thì đề án mới thực sự phát huy tối ưu mục tiêu đề ra. Vừa rồi là bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bản tin có sự đồng hành của bàn thạch Riverside Hotel and Resort. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.